Ukraine tuyên bố sẽ dùng mọi vũ khí có thể để giành lại Crimea. Bất chấp cảnh báo của Nga và sự hoài nghi của phương Tây, Ukraine tiếp tục tuyên bố ý định sẽ giành lại bán đảo Crimea. Chúng tôi sẽ thử và sử dụng bất cứ vũ khí nào không bị luật pháp quốc tế cấm đoán để giành lại các vùng lãnh thổ, trong đó có Crimea. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov ngày 14 tháng 4 tuyên bố. Hồi đầu tháng này, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Broliak cũng khẳng định Kiev sẽ giành lại Crimea trong vòng 7 tháng. Những tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc có nhiều đồn đoán cho rằng Ukraine sẽ tiến hành một chiến dịch phản công quy mô lớn sau vài tuần nữa. Các đồng minh đối tác phương Tây đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại khí tài như xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại, xe bọc thép để chuẩn bị cho cuộc phản công của Kiev. Ukraine cũng phát triển vũ khí của riêng mình như máy bay không người lái, tên lửa Neptune. Tuy nhiên, giới chức quân sự phương Tây tỏ ra hoài nghi về chiến dịch phản công này, cũng như khả năng giành lại Crimea trong tương lai gần của Kiev. Theo tài liệu mật bị rò rỉ của cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, ngay cả khi Ukraine phản công quy mô lớn và giành được lại đáng kể lãnh thổ, gây tổn thất cho lực lượng Nga, điều đó cũng không dẫn tới đàm phán hòa bình. Cơ quan này cho rằng hai bên chỉ ngồi vào bàn đàm phán khi một trong hai bên kiệt sức, mà điều này sẽ khó xảy ra trong năm 2023. Nga đã sáp nhập Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Tình trạng tương lai của bán đảo này được cho sẽ là một nội dung then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Moscow yêu cầu Ukraine công nhận thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là thừa nhận sự kiểm soát của Nga đối với Crimea và các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga hồi tháng 9 năm ngoái như một điều kiện hòa bình. Trong khi đó, Kiev bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Moscow cho đến khi Nga rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả Crimea. Giới quân sự và chuyên gia phương Tây nhiều lần cảnh báo việc Ukraine tìm cách giành lại Crimea có thể khiến xung đột leo thang nguy hiểm. William Courtney, một cựu quan chức ngoại giao của Mỹ nhận định, so với kế hoạch tấn công giành lại Crimea thì phương án phong tỏa bán đảo sẽ tốt hơn cho Ukraine. Sự kết hợp của các công nghệ hiện đại có thể cho phép Ukraine thực hiện phong tỏa và ngăn chặn các hoạt động của Nga. Ông nói, ông nhắc lại gợi ý trước đó của cựu chỉ huy quân sự Mỹ tại châu Âu Ben Hockett, Ukraine nên dùng các cuộc tập kích chính xác tầm xa để cô lập Crimea, để lùi hạm đội biển đen của Nga ở Sevastopol bằng các cuộc tập kích chính xác. Ông Hockett bình luận hồi tháng 2. Một số chuyên gia dự đoán, trước mắt, Ukraine sẽ phản công ở Zaporizhia và Kherson ở miền Nam nhằm cắt đứt hành lang trên bộ giữa Nga và bán đảo Crimea. Về phía Nga, giới chức nước này cảnh báo, bất cứ nỗ lực nào của Ukraine giành lại Crimea đều sẽ kéo theo hậu quả thảm khốc. Nga tập kích tên lửa, còi báo động vang khắp Ukraine. Nhà chức trách Ukraine cáo buộc Nga đã phóng ít nhất 2 tên lửa vào thành phố Slovyansk trong đêm. Trong một thông báo được đưa ra hôm 13 tháng 4, ông Vadim Lyakhin, người đứng đầu chính quyền quân quản thành phố Slovyansk của Ukraine cho biết, quân đội Nga đã bắn 2 tên lửa vào các mục tiêu tại thành phố này trong đêm qua. Theo đó, 2 tên lửa phòng không F-300 được hoán cải để tấn công mục tiêu mặt đất, đã đánh trúng các mục tiêu tại Slovyansk. Một trường học, một tòa nhà cao tầng cùng nhà máy nước địa phương đã bị hư hại nặng. Ông Lyakhin xác nhận các vụ tấn công chưa để lại thương vong. Trước đó, thành phố Slovyansk ở miền đông Ukraine cũng đã bị tập kích tên lửa vào hôm 27 tháng 3. 2 tên lửa F-300 đã phá hủy nhiều tòa nhà cao tầng và văn phòng làm việc tại thành phố này. Cũng trong ngày 13 tháng 4, còi báo động đã vang lên tại tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy các cuộc tập kích đường không có thể sẽ được Nga tiếp tục tiến hành nhằm vào Ukraine trong hôm nay. Tại thị trấn Orykhiv ở Zaporizhia, 3 vụ không kích của Nga đã đánh sập một nhà máy cùng một số tòa nhà trong khu vực. Đối phương đã tiến hành 3 vụ không kích nhằm vào các khu dân cư, các tòa nhà cao tầng và một nhà máy ở Orykhiv. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Chính quyền quân quản vùng Zaporizhia của Ukraine xác nhận trên kênh Telegram chính thức. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, trong vòng 24 giờ qua, Nga đã tiến hành 32 vụ không kích và 40 vụ tập kích bằng pháo phản lực phóng loạt nhằm vào các mục tiêu tại nước này. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine còn tiết lộ, quân đội Nga đã lên kế hoạch sản xuất thêm các tên lửa hành trình không đối đất KH-50 để đối lại các vụ tập kích tên lửa vào nước này. Theo những thông tin ghi nhận được, Nga đã lên kế hoạch sản xuất thêm các tên lửa hành trình chiến thuật KH-50 vào tháng 6 năm nay. Việc này sẽ giúp Điện Kremlin tiếp tục các vụ tập kích tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ của chúng ta vào mùa thu tới. Chuẩn tướng Oleksiy Romov, phó cục trưởng cục tác chiến thuộc quân đội Ukraine, nói trong buổi họp báo hôm 13 tháng 4. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã sử dụng ít nhất 8.000 tên lửa kể từ khi xung đột với Ukraine nổ ra. Điều này khiến cho Moscow gặp khó khăn trong việc bù đắp kho tên lửa bị thiếu hụt của nước này. Bên cạnh đó, phía Ukraine nhận định việc tốn quá nhiều tên lửa tại Ukraine sẽ hạ thấp năng lực phòng vệ của Ukraine tại vùng Viễn Đông cũng như các khu vực giáp với biên giới NATO. UAV Nga tập kích tổ hợp phòng không tầm trung Ukraine. Video trên mạng xã hội cho thấy UAV tự sát Lancet tập kích tổ hợp phòng không tầm trung Buk-M1 của Ukraine đang triển khai chiến đấu. Tài khoản Intel Slava Z trên Telegram chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine hôm 11 tháng 4 chia sẻ video từ máy bay không người lái cho thấy khoảnh khắc một tổ hợp phòng không tầm trung Buk-M1 của quân đội Ukraine bị tập kích. Trong video, xe chở đạn kèm bệ phóng và radar Tela
của hệ thống PUK-M1 bị UAV trinh sát của Nga phát hiện khi đang di chuyển trên cánh đồng và tiến vào vị trí ẩn nấp dưới tán cây. UAV tự sát lăn kết, sau đó lao thẳng vào xe và phát nổ, tạo ra cột khói lớn. Hai tên lửa trên bệ phóng bị kích nổ sau đó và phá hủy hoàn toàn xe Tela. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Đòn tập kích này có thể khiến Ukraine hứng chịu tổn thất lớn, trong bối cảnh lực lượng phòng không nước này ngày càng bị bào mòn sau hơn một năm chiến sự, đặc biệt là các tổ hợp PUK. PUK là hệ thống phòng không tầm trung tự hành do Liên Xô phát triển, hiện là một trong những tổ hợp phòng không chủ lực của quân đội Ukraine. Tổ hợp PUK-M1 tiêu chuẩn gồm 6 xe chở, phóng đạn và radar Tela, 9A3-10M1. Mỗi xe Tela mang được 4 tên lửa với tầm bắn 35 km, trang bị radar chiếu xạ và dẫn bắn để tăng tính độc lập, cho phép tổ lái tự phát hiện và tấn công mục tiêu mà không cần dữ liệu từ đài chỉ huy trung tâm. Tài liệu được tình báo Mỹ soạn thảo vào cuối tháng 2 và bị rò rỉ gần đây cho thấy các tổ hợp PUK của Ukraine tiêu thụ khoảng 69 quả đạn mỗi tháng. Với tốc độ khai hỏa này, lượng tên lửa PUK dự trữ của Kiev có thể cạn kiệt vào ngày 13 tháng 4 nếu không tìm được nguồn cung mới. Dòng UAV Lancet được Nga ra mắt năm 2019 có khả năng hoạt động độc lập, không cần sự hỗ trợ từ các hệ thống điều khiển mặt đất hoặc mặt biển. Sau khi phát hiện mục tiêu, Lancet có thể lao tới để tiêu diệt bằng khói thuốc nổ mang theo trong thân. Cảm biến trên Lancet sẽ ghi lại quá trình lao tới mục tiêu và truyền hình ảnh trực tiếp về đài chỉ huy để đánh giá hiệu quả của đòn tấn công. Biến thể Lancet có nguồn gốc có tầm hoạt động 40 km và mang đầu đạn nặng 3 kg, trong khi mẫu Lancet nâng cấp có tầm bay vượt trội và trang bị đầu đạn nặng 5 kg mạnh hơn. Vụ rò rỉ tài liệu mật tiết lộ mức độ thâm nhập của tình báo Mỹ vào đồng minh. Các tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ trong những tuần gần đây cho thấy cái nhìn hiếm hoi về cách Mỹ dò thám không chỉ đối thủ mà còn cả các đồng minh. Giới chức Mỹ lo ngại điều này có thể gây nguy hiểm cho các nguồn tin nhạy cảm và làm tổn hại các mối quan hệ quan trọng. Một số tài liệu bị rò rỉ mà giới chức Mỹ cho là đã xác thực đã tiết lộ mức độ dò thám của Washington đối với các đồng minh chủ chốt, bao gồm Hàn Quốc, Israel và Ukraine. Một số tài liệu tiết lộ điểm yếu trong hệ thống vũ khí, lực lượng phòng không, quy mô tiểu đoàn và mức độ sẵn sàng của Ukraine trong thời điểm then chốt của cuộc xung đột với Nga. Khi Kiev chuẩn bị phản công và trong bối cảnh, Mỹ và Ukraine đã bắt đầu phát triển mối quan hệ tin cậy lẫn nhau nhiều hơn trong việc chia sẻ thông tin tình báo. Một nguồn tin thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã thay đổi một số kế hoạch quân sự vì vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ. Vụ rò rỉ khiến Ngũ Nhãn lo ngại. Khoảng hơn 100 trang tài liệu mật của Lầu Năm Góc bất ngờ bị rò rỉ trên các trang mạng xã hội vào tháng trước. Đây có thể coi là vụ rò rỉ tài liệu mật nghiêm trọng nhất kể từ vụ hơn 700.000 tài liệu, video và điện tín ngoại giao của Mỹ xuất hiện trên trang web WikiLeaks vào năm 2013. Các bài đăng chia sẻ bức ảnh chụp từ các tài liệu có nhiều nếp gấp được đặt trên quyển tạp chí, xung quanh là một số đồ vật khác. Một nguồn tin thân cận với những loại tài liệu này nói rằng chúng dường như được gấp lại một cách vội vàng và nhét vào túi trước khi được chuyển ra khỏi một địa điểm an toàn. Mặc dù do thám là một phần không thể thiếu trong các cộng đồng tình báo Mỹ thu thập thông tin trên toàn cầu, nhưng các nhà ngoại giao từ một số quốc gia được đề cập trong bản tài liệu tỏ ra giận dữ khi những thông tin đó bị rò rỉ. Các đồng minh của Mỹ đang tiến hành đánh giá thiệt hại và xác định liệu có thông tin quan trọng nào của họ bị rò rỉ hay không. Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ chia sẻ đánh giá thiệt hại với chúng tôi trong những ngày tới, nhưng chúng tôi cũng không thể cứ ngồi chờ đợi đánh giá của họ. Chúng tôi đang làm việc của riêng mình. Quan chức một quốc gia nằm trong thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo Ngũ Nhãn với Mỹ cho biết, nhóm Ngũ Nhãn bao gồm Mỹ, Australia, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh. Một quan chức khác của quốc gia thuộc Ngũ Nhãn bày tỏ lo ngại về thông tin xung đột Ukraine bị rò rỉ có thể gây bất lợi cho Kiev trên chiến trường. Quan chức cho rằng thật đáng báo động khi thấy một trong những tài liệu từ tháng 2 có tiêu đề Nga-Ukraine, trận chiến ở khu vực Donbass có khả năng dẫn đến bế tắc trong suốt năm 2023 bị rò rỉ. Ukraine sẽ khó giành được lợi thế, nhưng sẽ không ích gì nếu đánh giá của Mỹ về việc bế tắc có thể kéo dài một năm được tiết lộ công khai, quan chức trên nhận định. Mỹ điều tra nguồn rò rỉ. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh ngày 9 tháng 4 cho biết, Bộ Quốc phòng đã triển khai một nỗ lực liên ngành để đánh giá tác động của vụ rò rỉ đối với an ninh quốc gia của Mỹ cũng như đối với các đồng minh và đối tác. Theo bà Singh, các quan chức Mỹ đã trao đổi với các đồng minh và đối tác vào cuối tuần qua về vụ rò rỉ, đồng thời thông báo cho các ủy ban có liên quan của Quốc hội. Hai quan chức giấu tên của Mỹ nói rằng họ không loại trừ khả năng một số tài liệu đã bị chỉnh sửa để đánh lừa các nhà điều tra về nguồn gốc của chúng cũng như để phát tán thông tin sai lệch nhằm gây tổn hại cho lợi ích an ninh của Mỹ. Các quan chức cho biết vụ rò rỉ cũng khiến Lầu Năm Góc phải thực hiện các bước để thắt chặt luồng tài liệu nhạy cảm vốn có thể cung cấp cho hàng trăm người trong chính phủ vào bất cứ lúc nào. Một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân bao gồm các lãnh đạo cấp cao nhất của Bộ Quốc phòng làm nhiệm vụ cố vấn cho Tổng thống đang kiểm tra danh sách phân phát để xem ai nhận được những báo cáo này. Nhiều tài liệu có dấu hiệu cho thấy chúng do bộ phận tình báo của hội đồng được gọi là G2 thực hiện và dường như là tài liệu tóm tắt.
Bà Singh cho biết, hội đồng đã tiếp tục xem xét các vấn đề và đã đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp điều tra. Một số nhà phân tích an ninh phương Tây cũng như quan chức Mỹ tin rằng nghi phạm vụ rò rỉ có thể là một người Mỹ. Các chủ đề bị rò rỉ gồm nhiều vấn đề khác nhau cho thấy nghi phạm là công dân Mỹ hơn là từ một quốc gia đồng minh.